Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đến clip tiếp theo của Đội 98 Gaming nha. Ok, đang gặp một cái hộp kim cương các bạn ạ. Đang rình tóm nó mà chờ không biết check đi đường nào. Ok, để chồng để anh Đậu nhảy đầu đầu này. Ôi dồi ôi, mất luôn các bạn ơi. Thế là mất luôn cái hộp kim cương rồi. Mất luôn hộp kim cương rồi các bạn ạ. Đây có cái hộp su trái tim này, vật ra vật luôn này. Không biết là các bạn đã làm được cái mốc nào của cái su này rồi nhỉ các bạn nhỉ? Anh Đậu, anh Đậu, ôi dồi ôi. Vợt 5 xu đi. À thì cái xu thì cái hộp trái tim này, cái hộp nào lấp lánh thì sẽ có 15 xu nhá. Hộp thường thì chỉ có từ 3 đến 5 xu thôi các bạn ạ. Rồi thì anh Đậu cũng làm được cái này cũng được khá khá rồi các bạn ơi. Bây giờ anh Đậu sẽ vào đổi đồ đấy các bạn. Anh Đậu thì anh Đậu đổi full đồ xanh rồi thì chắc giờ anh Đậu sẽ đổi đến bộ hồng nhá. 1400. 1400 đổi bộ này trước à? Hay đổi cái 1000 đi trước ha. Đổi cái tóc của trước đi. Thích cái tóc này đấy. Đấy. Ồ, đến cái hộp thứ hai luôn. Thì trong hộp thứ hai này có cái gì đây nhở? Có hộp gì đây? Ồ. Gấu bông Pasteur, cái này con này là cầm tay à? Sticker trái tim, à mặt trái tim à? Ồ thế vậy mình có mặt mới rồi các bạn. Mình có mặt mới rồi các bạn, mình có thể thay được mặt mới rồi. Thay mặt thành trái tim cho đúng tình yêu rồi các bạn. À đấy này. Sử dụng luôn. Ôi đáng yêu dã man luôn nhỉ các bạn nhỉ. Má hồng đẹp đẹp thế. Thì các bạn biết rồi, sắp tới Trung thu rồi thì mình không biết nha. Vì cái lý do ấy, các bạn cái sự kiện Tết Trung thu ấy là sự kiện chỉ dành cho Tết Việt Nam thôi. Mà Play Together này nó là một cái bản tức là game của tự game Hàn Quốc thì không biết là Trung thu sắp tới nhà phát hành có là sự kiện Trung thu không. Mà sự kiện đợt này nhà phát hành đã cho con bé Mai bán đèn lồng Trung thu vào đây rồi. Nếu như nếu mà con nhà phát hành mà để con đèn lồng bé Mai đây vào đây thì rất có thể sự kiện sắp tới chứ không phải sự kiện Trung thu các bạn ạ. À. Nếu mà có sự kiện Trung thu ấy thì chỉ là bên Vina Game chúng ta sẽ tặng tặng mã code riêng cho mọi người thôi. Còn cái bản cập nhật lớn thì không liên quan đến Trung thu được các bạn ạ. À. Mình đoán là như vậy. Thì con bé Mai thì đợt này nó đã về với mình, nó sẽ cho mình cái đèn lồng mới rồi các bạn. Đó là đèn lồng cá chép. Thì trước hình như không biết là lúc trước không biết là có đèn lồng ở hay như là hai đèn lồng này mới với đèn trời này. Cái đèn trời này không biết xài như sao ta. Còn cái đèn lồng cá chép thì nhìn khá là đẹp ha. À đã đồ mới. Chắc là mình nghĩ là cái sự kiện Trung thu chỉ là sự kiện nhỏ trong bản cập nhật đợt này thôi. Khá là buồn ha. Rồi, và một thông tin nữa mà chúng ta còn cập nhật được đó là các nhiều bạn đang rất rầm rộ, kể cả người yêu nhậu thế. Cứ nhắn tin hỏi anh Đậu, anh ơi nhận pet mới ở đâu vậy? Ừ, nhận có bọ mới chưa anh? Thì các bạn phải biết được bản cập nhật này thì chưa có pet mới và bọ mới. Thì khi lúc nào các bạn vào game ấy thì các bạn có thể nhìn ra đó là cái con bọ mới của các bạn nó đang nhảy 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 tưng 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 ở trên lúc vào game đúng không? Đó, thì mình theo như mình đoán thì để nhận được con pet mới và con bọ mới này thì mình nghĩ đoán là chỉ trong bản cập nhật sắp tới, tức là thứ năm tuần tới này. Nếu mà nhanh thì thứ năm tuần tới này cập nhật xong thì chúng ta sẽ có bọ mới và pet mới trong bản cập nhật lần này thôi. Đây là theo như dự đoán của mình thôi nha. Bởi vì rất cái tỷ lệ rất là cao. Thì có những lúc nhà phát hành kiểu như là để xuất hiện bản cập nhật trước nhưng mà tận rất là lâu nhà phát hành mới ra thôi. Nhưng mà thấy trong thông tin là trong bản cập nhật này là có pet mới và bọ mới thì mình nghĩ là đến thứ năm tuần tới này sẽ có pet mới và bọ mới thôi. Thì có những loại pet mới bọ mới gì? Thế bây giờ mình cũng sẽ cho các bạn xem nhá. Thì vừa rồi thì mình cũng có lấy được hình ảnh ở trong group về những cái loại pet mới này. À, có những bạn thì đã mất cất công thu thập lại những cái con pet này rồi, mình cũng lười chụp ảnh lại thì tiện lấy của các bạn đấy luôn. Thì mình có lấy hình ảnh của bạn nào thì xin phép cho mình mượn hình ảnh sử dụng để giới thiệu cho mọi người luôn nha mọi người nhá. À, mong là bạn bỏ qua cho mình. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Rồi thì đây là một trong một số loại pet mới các bạn. Thì pet mới đây. Thì trong đây có các loại pet mới đây, các bạn nhìn đây. Đấy, đầu tiên là một con hình như là pet này là tắc kè các bạn. Nếu như không nhầm thì như trong pet mới này sẽ lên là con loại tắc kè hay là con rồng các bạn. Nhìn nó giống con rồng luôn các bạn ạ. Giống con rồng, nó cũng chả giống tắc kè mà nó giống con rồng luôn các bạn đúng không? Nhiều bạn nói là trong pet mới này là pet tắc kè. Mình nhìn thấy nó giống con rồng luôn các bạn ạ. Đấy, chúng ta phóng to lên nhìn này. Đấy, đầu tiên là một con rồng màu xanh này. Tắc kè bạn. Nhìn nhìn cái con màu tím này. Mình đoán là cái con màu tím này là con hiếm nhất này. Mình đoán cái con pet bảy sắc tím bảy sắc cầu vồng này có khi là con hiếm nhất đấy các bạn. Con màu tím này thì lại giống con tắc kè. Nhưng mà mình nhìn những cái con còn lại thì nhìn giống con rồng hơn con tắc kè các bạn.
Đúng không bạn? Còn nghe đồn thì hình như là pet tắc kè. Đấy, 3 này, 6 này. 3 này, 6 này, 9 này. Có 9 con pet mới. Bạn ạ, 9 con pet mới. Đấy, là pet tắc kè các bạn. Thì trứng trái tim này. Đấy, thì mình nghĩ là chỉ trong bản cập nhật tới sẽ bán thôi. Thì mình nghĩ là chắc để nhận con pet này thì chắc chắn là phải các bạn phải mua rồi, còn không có cách nào để nhận cả. Nếu mà có được tặng thì cũng được tặng free một quả trứng thôi các bạn. Mở hên xui, đúng không bạn? Đấy, pet tắc kè này, 9 con này. Khá là đẹp đúng không bạn? Đầu tiên là một con bảy sắc cầu vồng, con màu xanh lá cây. Con này thì là con gì không biết, con này là ong này, con này là kiểu tắc kè ong này. Con này là, thì mình thấy bình thường, con này chuối này. Con này nên những con cuối này nhìn giống con rồng hơn chứ đâu giống tắc kè đâu. Ba con hàng cuối này giống con rồng hơn, giống tắc kè, cả con vàng này cũng thế, giống con rồng đúng không ạ? Đấy. Thì bản này thì chưa có pet đâu nha các bạn, chưa có pet mới và bọ mới đâu. Rất nhiều bạn vẫn đang hỏi mình thì chưa có pet mới và bọ mới đâu các bạn. Đấy, pet mới và bọ mới thì phải để đợi đến bản cập nhật tiếp theo, tức là cái chắc phải đến thứ năm tuần tới các bạn. Đấy, nếu mà nhanh thì đến thứ năm tuần tới nha mọi người. Và tiếp theo nó là bọ mới, thì các bạn thắc mắc là hỏi bọ mới là gì, thì cái này anh Đậu cũng chưa biết thông tin bọ mới là gì các bạn ạ. Thì mình đoán là bọ mới thì mình nghĩ là bây giờ ếch thì cũng là bọ mới rồi, côn trùng thì cũng có rồi, thì mình nghĩ là bọ mới nó phải thêm những loài gì vậy khá là hiếm đang hiện tại bây giờ, như là kiểu mình nghĩ là có những loài gì là bọ này. Châu chấu hồng thì mới ra thêm rồi, bướm thêm rồi, thì các bạn nghĩ xem các bạn nào mà có ý tưởng gì về loại bọ mới là cái gì thì các bạn hãy comment ở bên dưới nhé, xem là các bạn có đoán đúng không. Xem có chung ý, các bạn có chung ý tưởng với nhau không. Còn mình thì mình cũng chưa xác định được con bọ mới là cái gì các bạn ạ. Rồi thôi, còn bây giờ anh Đậu sẽ vào mở hộp may mắn nha. Thì clip này sẽ không có xuất hiện của người yêu anh Đậu, chỉ có anh Đậu thôi. Đấy. Các bạn nào có ý tưởng gì để mình làm clip với người yêu anh Đậu thì các bạn hãy comment ở bên dưới để anh Đậu có ý tưởng làm clip với người yêu anh Đậu nhé. Có ý tưởng chôn hay có ý tưởng gì trêu người yêu anh Đậu thì các bạn cứ comment ở bên dưới thoải mái nhé. Để anh Đậu liều mạng làm thử clip thử xem có được thành công không nha các bạn nhé. Thì hôm qua ấy, ở cái chỗ cửa hàng này thì nó đã không cho các bạn nhận kim cương. Nhưng mà hôm nay nhà máy đã mở lại rồi, mình tưởng là không cho nhận kim cương thì mình chắc là đợt tiếp theo mình không thể dùng thẻ Plus quá. Bởi vì cái thẻ Plus chủ yếu lấy kim cương, lại không cho xem quảng cáo này lấy kim cương này thì có mà vứt đi. Đúng không bạn? Và rất may là hôm nay đã cho mở lại rồi. Lại được tiếp tục nhận kim cương và thử vận may của anh Đậu. Đây có một vé bono này. Nên mở luôn hay để 10 nha các bạn. Mở luôn đi à. 5 không ra luôn các bạn. Mong là sẽ ra quặng đồng. Quặng bạc đèn ghê. Muốn mở cái thuyền rồng này khó ghê, tính ra đến nay là mình phải mở đến mấy trăm cái hộp thuyền rồi đấy mà không tìm ra cái thuyền rồng cho mình. Không biết còn bạn nào mà xui như mình không nhỉ. Cái gì mà liên quan đến phần đỏ đen là anh Đạo đen lắm các bạn. Hầu như là những cái đồ mà quý quý là thường thường anh Đạo sẽ mở, cùng cả cả đi câu cá cũng thế. Kể cả có đi câu cá thì anh Đạo lúc nào cũng câu được cuối cùng mà. Ở người ta có khi săn được full hết cá rồi anh Đạo mới bắt đầu săn được con thứ nhất con thứ hai ấy. Không hiểu tại sao ạ. À? Ô một cái kính ngon, lại có đồ tái chế các bạn ơi. Một trăm tiền sao. Quặng sắt à, kim cương đi, kim cương đi, kim cương đi, kim cương đi. Quặng đồng. Thuyền rồng. Con này ra thuyền rồng đấy. Ra thuyền rồng cho bùng nổ nào. Tầm này mà ra thuyền rồng cái ra chụp ảnh với người yêu luôn này. Bắt người yêu trao thưởng luôn này. Bắt người yêu trao thưởng. Ôi giời ơi, đen ghê. Quặng vàng. Không ra luôn các bạn ơi. Trăm tiền sao. Úi rồi ôi quá là trời đen luôn các bạn. Anh Đậu còn thẻ bono bono. Xe. Úi rồi bàn mono đen quá các bạn ơi. Tia sương mù này, cái này anh Đậu phải đợi đủ 10 vé cao phần, nếu mà không đủ thì anh Đậu đợi sự kiện sắp tới mà ra hộp mới anh Đậu mở, chứ còn hộp tiên sương mù này các bạn mà mở lẻ lẻ này tốn kim cương lắm mà không ra đâu. Nên là các bạn đừng có phí nha, hãy đợi đủ nhiều nhiều đủ 10 vé cao phần thì mở mồi. Còn đừng chơi mở kiểu đấy. 1
hai ba. Anh Đạo đã rất nhiều lần chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn mở cái hộp, những cái hộp mới rồi. Tốt nhất là đủ 10 vé cao phần thì mở, không thôi đỡ phí. Tuy nhiên là những bạn nào hên thì anh Đạo không nói làm gì đấy, nhưng các bạn mở hên được thì tự tin vào vận may của mình thì các bạn có thể mở. Đấy thì anh Đạo không có cấm cản. Còn để ăn chắc thì tốt nhất là các bạn hãy đợi đủ 10 vé các bạn mở. Ê, đã được nhận kim cương khá khá rồi, ngon ghê các bạn. Ừ. Còn hôm nay thì bánh chưng thì mở hết rồi các bạn ơi. Rồi. Đó, đó là thông tin về các thứ mà mình đã giải đáp thắc mắc cho các bạn. Còn clip của mình chắc xin dừng tại đây. Bye bye mọi người. Đừng quên bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh. Và có ý tưởng thì hay comment bên dưới giúp anh Đậu nha. Bye bye mọi người.